Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với DG Apple TV. Hôm nay có rất nhiều kèo thơm luôn cho bà con ấy. Đây này, trước mặt các bạn là con iPhone 11 Pro quốc tế. Con này phiên bản 256GB anh chị em nhá. 256GB này. Main zin, màn zin nhá, cam kết 100% là main zin màn zin. Nhá, màn thay màn, nhưng mà màn bóc từ màn khác sang thì mình gọi là màn zin. Pin thì pin 90 nhá, pin này pin trâu luôn nhá, pin 90. Đấy, thay pin rồi. Con này thì lỗi của nó là lỗi fake ID này. Vẫn thêm được mặt này. Đấy, nó vào phát là có nghĩa là con này vẫn sửa được fake ID anh chị em nhá. Phiên bản 256GB vẫn sửa được cho anh em nào mang về sửa. Con này thì mình để cho bà con là 6 triệu. iPhone 11 Pro quốc tế 256GB main zin màn zin. Lỗi fake ID nhá. Đây là mình bán giá lỗi fake ID. Thì anh em nào về sửa thì sửa, không sửa thì thôi. Đấy, bán chỉ có 6 triệu thôi, rất là rẻ ạ. Còn đâu là anh chị em là mua máy full. Đấy, 256GB này anh em này. Main zin, màn zin. Pin thay mật khẩu là 8888. Con này vỏ đẹp keng luôn anh chị em nhá, vỏ đẹp keng luôn. Thì con này mình để cho bà con là 7 triệu rưỡi nhá. Con này mấy video trước mình đã báo cho bà con rồi. 11 Pro 256GB. Con này đã thay màn zin anh chị em nhá, pin mới luôn anh chị em nhá. Con này về thì anh em dùng cực chất luôn. 7 triệu rưỡi này thì nó rẻ hơn những hai con này. 7 triệu 8 nhưng mà chỉ được 64GB thôi anh chị em nhá. Thì con này thì nó là zin tất. Phiên bản 64GB thì giá là 7 triệu 8 nhá anh chị em nhá. Pin 100%. Đây cho bà con xem 100. Pin 100% luôn. Đấy. Còn hai cây trắng với mẹ nẹ cây gold nhá. Thì để cho bà con 7 triệu 8. Còn 256GB thì anh em chị em mua sẽ bớt, sẽ giảm đi chi phí rất là nhiều nhá. iPhone 7G. 7G. Máy không nắp được sim anh chị em nhá. 7G máy không lắp sim bên zin màn zin. Đấy. Vỏ thì hình thức thì không được đẹp, thì để cho bà con là 900.000đ một cây. iPhone 7G không lắp sim, để cho bà con là 900.000đ một cây. Rồi 800 thôi. iPhone 7G 800.000đ một cây. Còn mỗi cây thôi. Cam xem nào. À, cái cam này này. Cái cam này hôm trước nó hỏng cam, tí nữa mình sẽ bao cho bà con, mình lắp cam mới cho bà con nhá. Lắp cam mới cho bà con. Ok, tí mình sẽ lắp lại. Mình quên mình không kiểm tra. Đây cam trước ok, còn cam sau tí mình lắp lại. Anh chị em nhá, mình tìm mình thay cam. Thì mình ngon con này ngon thì mình để cho bà con là 800.000đ. Cam trước cam sau ok. Wi-Fi căng đét. Ok anh chị em nhá, 800.000đ. 7G. iPhone 8 Plus. Con này là bản chỉ lắp chỉ dùng Wi-Fi nhá. Chỉ dùng Wi-Fi. Không lắp sim. Thì mình để cho bà con là 1.600.000đ. iPhone 8 Plus nhá, màn zin này, cam nét này. Đấy, 1 triệu 6 nhá. Rẻ hơn bằng 1 phần 3 so với máy bình thường anh chị em ạ. Đấy, con này cam nét này. Màn zin. Thì con này anh em về chỉ chơi game này, xem YouTube, TikTok, Facebook thoải mái. Đấy. iPhone gì đây? XS Max. Nhá, XS Max này. Main zin này. Màn GX này. Mất fake ID này. Màn GX này thì nó đẹp như màn zin rồi. Thì con này mình để cho bà con là 4.800.000đ iPhone XS Max nhá, quốc tế nhá, con này đẹp keng luôn, 4.8. iPhone 7G đây, hàng chất đẹp zin pin 100 đây. 2 triệu, nó hàng chất thì bà con không phải bàn về chất lượng rồi. Đấy. 12 Pro Max main zin. Màn GX loại siêu đẹp, 10 triệu. iPhone XS Max quốc tế main zin màn zin. Phiên bản 256GB. Máy full chức năng để cho bà con là 7.200.000đ. iPhone XS Max quốc tế 7.2. iPhone 11 thường quốc tế main zin màn zin pin 100. Phiên bản 128GB. Để cho bà con là 7.500.000. Máy màu xanh ngọc anh chị em nhá. Đây xanh ngọc. Máy màu đỏ này thì để cho bà con là 7 triệu thôi. Vì nó phiên bản 128GB. Thì bà con không phải nghĩ về chất lượng rồi. Đấy. iPhone XS quốc tế này, main zin này, màn zin này, full chức năng này. Đấy, pin 100 pin mới này, mình thay lưng rồi anh chị em nhá, con này mình thay lưng rồi. Nhưng có được, nhưng mà được cái này là main zin màn zin, pin mới nhá, mình thay lưng rồi. Đấy, con nào mình thay gì mình phải bảo cho bà con biết rõ, không bà con là bảo mình bịp. Con này mình để cho bà con là 4 triệu 7 nhá, pin mới. Đấy, XS Max này, XS Max này. XS này, zin đẹp này. Còn hai cây nữa. XR 4 triệu 8 này. iPhone 12 còn một cây thì mình bán nốt cho bà con đây. iPhone 12 còn một cây mình bán nốt cho bà con là 8 triệu này. Đấy, còn màu xanh này 8 triệu. iPhone 6 Plus. Ôi xấu, sao còn con này nhỉ. iPhone 11 thường 64GB pin 77 này.
Con này thay cũng có trợ thay pin mới cho bà con là 6,8 triệu này. SE 2020 hôm trước mình còn 11 cây, hôm nay còn bao nhiêu cây? Còn 245 cây anh chị em nhá. Còn 5 cây iPhone SE 2020. Đấy, để cho bà con là đây là mình bán lỗ cho bà con nhá. Mình để bán lỗ cho con, mình để cho bà con là 3 triệu anh chị em nhá. Ở đây còn một con nữa là 6 con này. iPhone 12 Pro Max hôm trước mình về chụp cây, hôm nay còn 3 cây thôi. Để cho bà con là 13,6 triệu nhá. 12 Pro Max quốc tế xinh đẹp này. Ok chưa bà con? Anh chị em xem một con nào thì kết thì nhắn tin cho mình nhá. 11 thừa 128GB này. Màu đen nữa này. Đấy, đẹp chưa? Đây, hàng rẻ cho bà con tiếp đây. Anh chị em sẽ bên cuối video thì sẽ có tiếp tục hàng rẻ đây. iPhone 6 Plus này, quốc tế này, bao nhiêu ghi đây? 32GB này, mất vân tay này, tài khoản ẩn này. Con này để bà con 1 triệu này. 1 triệu này, iPhone 6 Plus này. Con này, xem con này bao ghi đây. Con này toàn màn linh kiện thôi, nhưng mà cũng 32GB màn linh kiện, cũng 1 triệu luôn cho bà con này. iPhone 6 Plus này 1 triệu này, lắp được sim đầy đủ nha anh chị em nhá. Lắp sim đầy đủ được này. iPhone 7G này, con gì đây? Xem con gì đi. iPhone 7G quốc tế 32GB này. 2 triệu này, hàng chất này. iPhone 11 Pro này. 11 Pro quốc tế này, full chức năng này, thay lưng này. Để cho bà con là 7 triệu 200 nghìn đồng này, full chức năng nha, 7 triệu 2 này. iPhone 11 thường này. À đây, iPhone 12 đây. 12 quốc tế này, zin điết đẹp luôn này. Full chức năng này. Con này để cho bà con là 7 triệu rưỡi này. 12 Pro 256GB hàng chất này. Chất đẹp zin này. 12 Pro này. Con này thì mình để cho bà con là 12 triệu 200 nghìn đồng, 12 triệu 200 nhá, 12 Pro nhá. Zin điết đẹp. 12 Pro đấy, 12 triệu 200. À đây có con iPhone 6 này. Đấy, iPhone 6 lắp được SIM ok. Con này thì con tình trạng sao nhỉ? À con này màn linh kiện. iPhone 6 thường, vừa vân tay không ta? iPhone 6 thường 64GB. Mất vân tay, màn linh kiện thì để cho bà con là 550.000 nhá, 550.000 này. iPhone 6G này. iPhone X này, zin đét luôn này. 4 triệu 2 này. iPhone 11 thường này. Nhưng con này chắc là màn GX này 5 triệu 3 này. iPhone 11 thường màn GX 5 triệu 3 này. Thôi, ok, tạm thời thôi. Chào tất cả anh chị em, chào tất cả bà con nhé.